Oh, xin chào tất cả anh em nha, chào mừng anh em đến với video clip của tôi. Thì hôm nay tôi đang làm clip đi câu cá. Đây, tôi sẽ buông cần xuống đây, ngồi chờ cá cắn câu thôi các bạn. Trước ở đấy rất là sâu này, rất là sâu, thích. Đấy, tôi thả mồi xa xa một chút để kiếm cá nha. Dự kiến là đây sẽ có rất nhiều cá đấy. Chơi rất là sâu các bạn ạ. Dòng nước rất là xoáy nha, nước nó giao nhau giữa hai dòng rất là xoáy, có một con xoáy nhỏ, rất là nhiều cá đây này, nhiều cá, cá cá lăng lắm, chấm đen các kiểu các bạn. Em à, chẳng thấy chú cá nào nó giật các bạn ạ. Hay là tôi kém may mắn nhỉ? Đây, mãi chẳng thấy chú cá nào giật luôn. Khá là buồn. Có cá các bạn. Mặc kệ cần ở đấy đi. Ngồi tâm sự anh em một tí. Mãi không có cá cũng rất là buồn. Buồn thực sự luôn. Không có cá thì chắc có lẽ là tôi không may mắn. Là ngày thiếu may mắn đối với tôi. Tôi cầu mãi chẳng được con nào. Rất là buồn ở chỗ đấy. Nước chỗ này thì rất là đẹp để câu cá rồi, nước rất là quẩn.
bụng quá. Chắc có lẽ tôi sẽ dừng clip đây thôi. Hôm nay là ngày không may mắn cho tôi. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.